Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2024 với chủ đề Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Dự và phát biểu chỉ đạo diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa cùng các quốc gia, các đối tác và bạn bè quốc tế, nhất là các nước ASEAN, Trung Tây, viết tiếp những câu chuyện thành công, mở ra tương lai thống nhất trong đa dạng, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới. Lấy con người là trung tâm, chủ thể cho sự phát triển và không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến cấp thiết nhằm tạo ra một nền tảng toàn diện hướng đến đối thoại thực chất và tìm ra giải pháp cho những vấn đề cấp bách và có tác động lớn đến tương lai của người dân ASEAN. Ông kỳ vọng Diễn đàn Tương lai ASEAN sẽ trở thành diễn đàn thường niên của ASEAN, được tổ chức bởi ASEAN và vì ASEAN, vì lợi ích của người dân ASEAN. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay. Những thực tế đó đòi hỏi ASEAN cần phải có tầm nhìn chiến lược toàn diện, nâng cao sự chủ động và khả năng thích ứng để nắm bắt cơ hội, hóa giải thách thức, phát triển ổn định, bền vững. Thủ tướng nhấn mạnh, gần 3 thập kỷ tham gia ASEAN, Việt Nam luôn coi ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, an ninh, kinh tế, quốc phòng, luôn nỗ lực hết mình vì cộng đồng ASEAN, đoàn kết vững mạnh, có vai trò vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Và xuyên suốt cái đó là lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể. Con người vừa là nguồn lực, vừa là động lực, vừa là mục tiêu cho sự phát triển. Và không hy sinh tiến bộ công bằng xã hội, không hy sinh an sinh xã hội, không hy sinh bảo vệ môi trường để chạy theo cái tăng trưởng đơn thuần. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì là nước đang phát triển, có nền kinh tế đang chuyển đổi với quy mô khiêm tốn, độ mở cao, sức chống chịu còn hạn chế với các cái cú sốc ở bên ngoài. Đây cũng là những thách thức chung mà nhiều quốc gia ASEAN phải đối mặt trên hành trình phát triển và đòi hỏi phải có sự đoàn kết, tin tưởng, chung sức đồng lòng của tất cả các nước thành viên, của sự hợp tác, hỗ trợ của các đối tác, bạn bè quốc tế. Chúng ta cùng kiên trì theo đuổi cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân và toàn diện, để ngôi nhà chung ASEAN vững vàng trong mọi hoàn cảnh, phát triển nhanh và bền vững. ASEAN đang hướng đến các mục tiêu đến năm 2045 với khát vọng về một cộng đồng phát triển năng động, gắn kết và tự cường. Để thực hiện hóa tầm nhìn ASEAN năm 2045, Thủ tướng đề nghị thực hiện 5 tăng cường, trong đó nhấn mạnh tới sự đoàn kết, hợp tác, thống nhất trong đa dạng, nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, tự chủ chiến lược của ASEAN, phát huy vai trò trung tâm ASEAN, đồng thời tôn trọng sự khác biệt, bảo đảm hài hòa lợi ích, kiên định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề an ninh phát triển của khu vực và thế giới.